Lúc đó có mười mấy tuổi à? Mới học xong phổ thông thì làm vào đoàn ca mối nhạc Hải Đăng thành phố Nha Trang đó. Hát ở Huế ba cấm, ba bắt về. Tại vì nhà lắm nhật có ba đời làm quan trong triều Nguyễn lần. À, có một ông cao làm từ triều Minh Mạng, triều Thiệu Trì và triều Thị Đức. Nên là cái quan niệm của ba là cái nghề đó là một cái nghề chưa rã mồ hôi để đã hết tiền, bấp bênh. Và đến cái năm nhật bỏ đoàn Huế về đoàn Đà Nẵng, ca mối nhạc Quảng Nam Đà Nẵng tiên xa. Rồi ba cũng vô ba bắt ra, có ba gì trong đó cũng nổi dạo cháu giặc nuôi Lâm Nhật đi hát. Cuối cùng Lâm Nhật về Hải Đăng Nha Trang. Mà cái câu chuyện về Hải Đăng Nha Trang là lý kỳ, vào tuyệt trong đoàn đầu rồi. Nhưng mới có 17, 18 tuổi thôi, phải được phụ huynh chấp nhận ký giấy thì đoàn mới nhận. Thì đoàn ra Huế diễn, đòi về nhà gặp ba mẹ. Thì Lâm Nhật về nhà nói với mẹ là chết rồi mà ơi, bây giờ đoàn họ về mà gặp ba, chắc là ba lấy cái heo ba rước họ chạy có cơ luôn á. Thì sao trong mà bay đến một cái câu chuyện là bà ngoại ốm, ba phải về dưới quê ở chơi về bà ngoại cả ngày để trên này mẹ tiếp khách. Bà đoàn Hải Đăng về và mẹ ghi giấy cho Lâm Nhật đi, cho tiền cho 500.000 luôn, là 500.000 lượng lắm. Thì trước ra khỏi cửa thì mà có hỏi là một lát ba mới về, thì ta phải nói về ba mới làm răng. Anh Lâm Nhật còn nói về mẹ là cái chuyện mà đối phó về ba là chuyện của mẹ, còn chuyện đi hát là chuyện của con đó. Thì Lâm Nhật về Hải Đăng thì ba đòi đăng bảo từ từ đó. Ngày xưa có cái mang mà đăng bảo giấy để từ con đó. Giận nhau cái lần là có mấy cái tin nhỏ nhỏ là đăng bảo từ con. Ông Đinh Khắc Duyệt không còn liên quan tới thằng con đến ông Nhật nữa, nên là sướng cá vô loài rồi đấy kia. Mà ngày xưa gọi điện thoại về là đánh điện tín. Ví dụ là Trạc Thị Miêu 3 giờ chiều ra ngoài bưu điện thành phố Huế nghe điện thoại của Lâm Nhật. Càng ít chữ càng tốt, đỡ tốn tiền. Đánh cái boxer rồi đó. Thì ba ra thì sợ lắm. Thì nói với ba là ba cho con đi 3 năm. Nếu mà con thành công thì con đi tiếp, còn nếu 3 năm mà không thành công thì con về con sẽ đi học sư phạm. Con bảo lưu kết quả rồi, con sẽ về con đi dạy giống nhà, tại vì nhà mình cả nhà đi dạy học. Mà cũng may mắn là từ 90, 91, 92 là Lâm Nhật đoạt huy chương vàng, Nụ Hồng, rồi mấy chim câu tre, rồi xong ca về Mỹ Hạnh và bước lên làm một ca sĩ chính của đoàn. Rồi sau đó từ 95 Lâm Nhật về Sài Gòn. Từ 95 là anh rời đoàn, tại vì anh nghĩ là muốn thành danh, muốn được khán giả cả nước đón nhận là phải Sài Gòn. Mà có một điều kỳ lạ là nghe Miêu, anh yêu Sài Gòn một cách không thể lý giải được vì sao. Anh không phải là người con ở đây, anh không lớn lên, anh không chung nhau cắt rộng ở đây. Nhưng ba anh nói là anh biết nói, là cả nhà nói tiếng Huế, mà anh đang nằm trong nôi, anh bập bè, đang nói tiếng Nam. Tại vì hồi nhỏ anh rất là dễ nuôi, cứ mở cải lương, về mở ca nhạc, về mở những cái câu chuyện trên radio đó. Anh nghe đồ thấm trong lỗ tai anh, và khi anh tập nói là anh nói tiếng miền Nam. Phim không cần biết là diễn viên miền nào, sự phim tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh cũng được, sự phim truyền Việt Nam cũng được, sự hãng phim giải phóng cũng được, không biết miền nào, phải lâm tiếng Sài Gòn thì anh mới coi. Mà không phải một mình Long Nhật đâu thưa quý vị, riêng Huế của Long Nhật nha, ca sĩ mà bước ra sân khấu đoàn thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một đoàn ca mối nhạc Sài Gòn là hết vé cả đã. Và ca sĩ bước ra, những cái ca sĩ nổi tiếng thì không nói, còn những ca sĩ trẻ mà họ chưa biết á, chào bằng dòng Sài Gòn là 50%, là năm điểm đã, là thương đã. À, và cái điều đó là khiến là, cho anh khẳng định là anh sẽ về Sài Gòn anh sống. Khi anh ở đoàn Huế, anh có về Sài Gòn năm 87, về dự hội diễn trong đây, liên hoan ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Đi bằng xe từ xa lộ Hà Nội bắt đầu vô qua cầu Sài Gòn, và anh nhìn một thành phố hóa lệ đèn sáng trưng cả đêm vậy. Và sáng hôm sau đi cà phê, rồi anh đi kiểu Bến Thành, anh vô ăn đông, rồi anh đi ăn cái kem hộp á. Và anh nói trong bụng anh là mình sẽ sống ở đây thứ hai của mình. Vì sao? Vì sự hoa lệ của nó. Và vì là muốn đi quay cải lương là tối ra mua vé qua được liền. Muốn gặp cô Lệ Thủy, cô Bạch Tuyết là ra ngoài rạp là có ngay. Nhớ cô Kim Cương là chạy về đoàn nhà Hòa Bình là gặp lã sầu riêng liền. Tại tất cả những điều mà mình mơ ước là nằm trong tầm tay. Còn ở Huế buồn quá, Sài Gòn họ ra họ diện. Em đi một cái đoàn ca mối nhạc Sài Gòn hay là một đoàn cải lương ra, anh xem từ lúc họ treo băng rôn lên á, rồi từ lúc họ hạ băng rôn xuống, anh về khóc 2 ngày. Họ diễn 10 ngày là anh quay đủ 10 ngày. Họ diễn 1 tháng, anh quay đủ 1 tháng. Một ngày họ diễn 3 suất là anh quay đủ 3 suất. Anh bỏ học bỏ hành, anh trốn nhà, anh đi theo nữa. Đoàn ca nhạc điện ảnh Sài Gòn ra Huế, liên hoan điện ảnh, anh nằm trong quốc học Huế, anh là học sinh giỏi, đạt hay. Anh được cùng với mấy trăm học sinh đi đón cả mấy ngàn khán giả nữa. Anh giành tỷ lúc là Nguyễn Thanh Luân là một cái tương đai. Trong đoàn là có chị Thanh Lan, có chị Nhã Phương, có chị Bảo Yến. Và chen chen đến sân khấu tàng hoa đó. Mà anh nhỏ xíu à, anh nhỏ con lắm.
và số phận làm sao. Anh dành tiền đứng trên sân khấu nhìn xuống mà thấy anh Nhật. Ông bế lên em ơi, ông bồng anh Nhật lên sân khấu rồi. Anh tặng cho thần tượng được bỏ hoa sẵn, ngồi lũ trong lòng anh thì đánh tuột xuống nữa. Đó. Em thề với anh Chu Chánh Tính mà bồng em lên em cũng ngồi đó em không tuột xuống nữa. Là bà anh em chúng tôi làm anh em luôn từ đó cho đến bây giờ mấy mươi năm. Đến bây giờ vẫn còn thương anh Tín như rửa. Chị Bảo Yến cũng rửa. Anh về tới Sài Gòn năm 95 như lúc đầu đã nói. Chưa có công ăn việc làm, chưa có chỗ hát, chưa có chỗ ở. Anh phải ở nhờ nhà bà là em ruột của ông nội á, ở ngoài quận nhất ở đường Nguyễn Trãi đó. Công việc đầu tiên của anh là anh phải đi thăm Chánh Tín với Bảo Yến cái đã. Đi tìm nhà không có thì anh tới sân khấu quận 10. Anh ra trọng đồng, ra một khai sạo, ra nhà. Nghĩa là anh đi tìm trong vô vọng, không có một mối dây liên lạc. Không thể băng rôn người ta quảng cáo á. Là mình cứ đứng đó thế nào cũng gặp người đó. Đúng rồi, và gặp và vô gặp bảo vệ, gặp MC để gặp nói là em là một cái ca sĩ ở Huế, đã từng gặp các anh chị ngoài đó rồi. Mà cũng tự trọng lắm nha. Gặp các anh các chị và nói rằng là em không có nhờ vạ gì đâu. Em sẽ từ đi tìm công ăn việc làm, sẽ tìm chỗ hát. Em sẽ không phiền từ các anh chị phải giới thiệu gì đâu. Em đi gặp các anh chị để em giải quyết cái vấn đề nhờ nhung xong đã. Rồi sau đấy yên tâm để làm công việc. Và có phải rằng là đó chính là hào quang của họ, là điều mà anh muốn có cho chính mình sao? Không phải là hào quang mà họ là một cái họ là những cái con người mở toang cái cánh cửa nghệ thuật cho anh bước vào. Đối với anh, họ là những người thầy, là những người ân nhân. Bởi vì anh ở Huế xa xôi, làm thành phố Huế miền Trung mà muốn đi vào Sài Gòn anh phải đi từng chặng. Anh phải đi vào Đà Nẵng rồi anh vào Nha Trang, anh đi từ anh mới vào trong đây. Quý vị biết không? Cái ngày mà anh Lê Công Tuấn anh mất á, thì anh đứng trước quan tài của anh Công và anh khóc. Anh nói là cuộc đời em thì có ông anh là thương nhất cái này, này. Anh Công là thương anh Nhật nhất, anh Công là móc túi trên túi dự cho. Còn đủ 500 ngàn mà cho Long Nhật đi tàu về quê ăn Tết á. Anh đứng trước quan tài anh Công anh khóc quá trời. Anh nói là được ông anh thương quá trời mà giờ chết rồi. Mà cái số anh Nhật là cái số biệt ly. Anh Nhật mà thương ai mà cảm thấy mà đó là ông anh của mình rồi. Anh mới lập một là anh mất chủ dụng rồi á. Trạc Thuyền Miêu anh có một người chủ ấy á, thương anh dễ sợ luôn, thương hơn ba. Mà mới lập buộc là anh mất chủ dụng anh. Thì anh Lê Tuấn Anh mà chồng chị Hồng Vân bây giờ nè, anh Tuấn Anh nói thôi đừng có khóc nữa, để cùng cơm Công. Anh hứa với thằng Công trước linh cữu Công, anh sẽ thương thằng em cả phần của thằng Công. Thế rồi là... còn ai trong nghề thương anh mà được anh thương mà đã ra đi rồi là anh Vương Bảo Tuấn. Em nhớ anh Tuấn không? Dạ. Đó, anh Tuấn mới mất năm đầu năm. Anh Tuấn là một cái người là biên tập cho anh Nhật từ vôn CD đầu tiên cho đến bây giờ là 70 vôn. Bao nhiêu bài hát nổi tiếng của Nhật Tình, Huế ở hai đầu nổi tiếng. Còn em là nhà báo MC đầu tiên lên tiếng bảo vệ anh. Sao em thấy bất an quá anh Lâm Nhật ơi. Thăm mấy mình bớt thân nhau lại được không? Anh nói như điều này để anh nói là cái cuộc đời của anh Nhật là nếu như là một bộ phim thì là phải dùng cái từ là biệt ly. Mới lớp 1 là anh mất chủ dụng liền. Ba hỏi là giữa chủ với ba thì con thương ai hơn? Thì anh mới nói là con thương yêu kính trọng cả hai người, nhưng mà con thích chủ con hơn. Em anh Lê Hoàng, con thương ai hơn? Anh ơi anh nói đi. Như em với anh Lê Hoàng, anh thương ai hơn? Anh nói một tiếng đi anh. Thương Hoàng hơn. Dạ em chúc mừng năm mới anh Hoàng. Dạ. Thị phi đầu tiên trên bước đường sự nghiệp. Thì phía đầu tiên trên đường sự nghiệp của anh Lâm Nhật là lúc đó đang lên như diều gặp gió luôn. Lâm Nhật vào nghề năm 89. Hồi bé anh sợ đủ thứ chuyện á. Anh sợ nắng, sợ mưa, sợ khang tiếng. Anh về Sài Gòn anh bực sợ hen suyện và sợ dị ứng thời tiết đó. Tại vì trong này nắng ấm. Anh sợ đủ thứ. Nhưng bây giờ thì thưa quý vị, hết sợ rồi. Những cái điều sợ hãi nhất đã xảy ra rồi. Mặc dù dễ khóc, người mọc manh dễ vợ, mặc dù đàn ông nhưng mà tính rất là mít ước. Nhưng mà bên trong là cả một sự can trường, sự tối luyện, cả một sự chịu đựng. Anh hai của anh dùng cái từ là thần kinh thép, là thằng Long Nhật. Vậy là thần kinh thép đó được luyện từ năm bao nhiêu tuổi? Từ... Thì khi anh ở Sài Gòn là anh làm cái việc giống em, dẫn chương trình. Cái sân khấu Hòa Bình làm MC dẫn chương trình thay anh Thanh Bạch một đêm. Anh Bạch hôm đó kẹt chương trình ngoài nhà thành phố. Thì chị Thương giám đốc đã anh dựng vào giám đốc kiếp đồng anh Nhật 3 năm. 3 năm trời vừa hát vừa dẫn chương trình cho nhà Hòa Bình. Cái cánh cửa nghệ thuật là mở toang ra, rồi cả cái hãng phim, hãng bán đĩa mời. Thì vốn con có bé bé mà vốn một đầu tiên cái bán video của bé Xuân Mai đã nhật dựng á. Nhưng mà anh vẫn, cái nghiệp của anh Nhật Lâm phải là cái nghiệp MC. Anh xuất phát là anh được đào tạo thanh nhạc và anh quyết tâm anh phải đi hát.
bạn ra Hà Nội. Và khi ra Hà Nội, từ 98 ra Hà Nội thì thưa quý vị, nổi tiếng. Trời ơi, một mình lắm, Nhật là cả vàng người, cả 10.000 người ở sân vận động Đạch Trai. Cuộc đời nó bước qua một trang mới, trở thành một ngôi sao ca nhạc. Ngủ một giấc thì phát cái bài Mẹ Nhìn Cầu Tre, vậy là tóc em đưa gà lên, là từ lương và mấy trăm ngàn một triệu của anh Xuân Hinh trả cho Long Nhật á. Và hôm sau là lương là ca sĩ lên 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu liền. Nhiều quý vị có thể nói rằng là Long Nhật đang nổ, nhưng mà tôi cũng xác tín một điều rằng là đặc biệt những giọng ca mà trong Nam cho là sến, như là ca sĩ Long Nhật hay là như anh Ba Ngọc Sơn, anh Quang Linh nữa, dạ, là bá chủ thị trường giải trí phía Bắc. Phía Bắc. Vì đó chính là cái thi vị hương xa mà bà con khán giả phía Bắc ít khi có được. Ừ. Lúc đó mà anh trụ và anh đặt đại bản doanh tại Hà Nội luôn. Ừ. Em nghĩ rằng là anh sẽ thành công hơn bây giờ rất rất nhiều lần luôn đó. Tại không, sao nhưng mà anh biến không cố, biến cố. Từ những đáng rực rỡ như rửa, bỗng có một biến cố xảy ra. Và một cái scandal đầu tiên giáng xuống cuộc đời anh. Người ta bắt được một đồng mài dâm nam ở Hà Nội. Và cái người chủ đó, người ta khai ra là có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đến đây chơi bời. Và đặc biệt một người không chịu tới, như ở khách sạn gọi điện thoại, và lúc nào phải là hàng là phải hàng VIP, mà ông ném ném tiền qua cửa sổ. Người đó là anh. Và bảo chị thì không biết tên thật mà việc tắt LN thôi. Và tất cả các bảo chị, người không ai tìm mình phỏng vấn, cũng không ai điều tra xác minh cái thông tin nào là đúng hay không. Từ một cái người mà mì chăn dắt như vậy thì là uy tín đâu mà bảo chứng cái lời nói của người ta. Nhưng tại sao lại LN? Và anh cho rằng đó là nhắm vào anh hay là một nghệ sĩ LN? Nam ca sĩ LN, người Huế nổi tiếng với các khúc Mẹ Nhịp Cầu Tre, Về Quê Ngoài, Tóc Em Đuôi Gà, thì là anh thôi. Và thêm một người nữa là anh Quang Linh. Mà bảo chị biết làm sao mà hai đứa bị bắt được quả tang tài trần trong cái đồng đó luôn. Tức là tam sao tức bạc, bảo này việc, bảo này việc, bảo này việc. Và không ai phỏng vấn hai đứa, mà lúc đó là Quang Linh đang đi Mỹ diễn. Và lúc đó anh Nhật đang về Huế để mà bà nội mình á. Và cái người đầu tiên gọi cho anh Long Nhật là anh chị Trung, nhà tuổi trẻ. Anh Trung kêu, alo, cái này em đấy, cái này gọi số cho em này, số gì đâu mày á, tao nghe là mày bị bắt rồi. Thì đầu dây bên kia anh nghe tiền khóc. Thì em nói ai khóc, này chị Ngọc Huyền khóc. Nói thằng Long Nhật không phải bị bắt, bảo chị đang tầm bậy. Em nói không, em đang ở Huế với cha mẹ, ba nội mình. Trời ơi, mà ngày xưa là bảo vậy ha. Mà từ Huế, từ Đà Nẵng, từ Hà Nội mà người ta bạn, mà người ta rao á, bảo này bảo kia, bắt được một đồng mà trong được có ca sĩ. Và người ta đọc luôn là Long Nhật. Hiểu không? Mà em ơi, mà anh bị cao huyết áp, bà già anh á, tăng xong. Bà già anh tăng xong. Gia đình đã đón nhận điều đó như thế nào? Một gia đình giá giáo, có ba đời làm quan trong triều, dánh giả như vậy. Ông già anh ngày xưa là giáo viên, giáo sư, mà ba anh là nhà thư pháp Huế. Ba anh ngày trước giải phóng bán giày với thầy Phạm Thị Mỹ, nhạc sĩ Phạm Thị Mỹ là cùng giày. Từ những một cái thằng con mà đáng nổi tiếng đến TV rần rần bơ. Hiểu không? Mà Huế nữa em hiểu không? Như một cái trần cuồng phong. Và tất cả các đài truyền hình cũng đóng cửa hết với anh. Và tất cả các chương trình quay rồi dừng lại không phát sóng. Tất cả những hợp đồng dừng lại để công an vào cuộc xác minh cả đó. Sự nghiệp đổ sập đầm sầm lại. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi lần hiểm nguy là có những vị tinh tú xuất hiện. Anh có cô Đàm Thanh, nghệ sĩ ưu tú Đàm Thanh, đạo diễn của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Anh có chủ Hồ Anh Dũng, tổng giám đốc đài. Có anh Sâm mình, anh Lại Văn Sâm. Rồi chạy lên anh Hồ Hồng Thanh Quang, bảo anh đến thủ đô, bảo anh đến thế giới. Chạy về cô Nga bên tuổi trẻ thủ đô này kia, khóc, đập cửa mấy cái chỗ này khóc. Và mọi người mở một cuộc họp báo để cải chỉnh lại. Và cô Đàm Thanh và cô nghệ sĩ Nhân Dân Thu Hiền còn nói một câu rằng là đừng vì những cái bài báo vô trách nhiệm mà hủy hoại cả tương lai của một thằng bé như thế này. Nếu mà cái người ta không có bản lĩnh, người ta sẽ làm điều dài dù. Tại vì không xác minh nó cái bị bắt hồi nào đâu. Em biết không? Cái ngày mà trở lại sân khấu á, cái thông tin định chỉnh thì nó nhỏ bằng cái chuyện với Nhân Dân à. Còn cái tờ báo mà hai tuổi lần mà dài mấy trang như thế này, và mấy ngàn người dự khán giả, thì cái người đọc cái bài bị bắt nhiều hơn là người đọc cái bài định chỉnh. Và khi anh bước ra sân khấu, cái đêm hôm đó em biết không, anh hạ không nổi. Nhìn xuống mấy ngàn khán giả, bao nhiêu cặp mắt nhìn anh, như oán trách,
những kỳ thị, một sự soi xét, một sự soi xét, một tồi đồ, mà trong khi mình là cái người oán ức mà không biết làm sao. Và anh đã hát như thế nào? Anh không hát nổi, anh hát nửa chừng và anh khóc, anh không hát được, không đảm hát chính phô và anh khóc. Anh nói là bây giờ không biết phải giải thích làm sao cho mọi người. Mà lúc đó anh xưng con, anh đẻ, anh xưng là con. Anh nói con không có như vậy. Nếu mà con có như vậy thì hôm nay con đã không đứng ở đây trước cô bạn để con hạt rồi. Nếu mà con được đụng là con bị bắt thì con đã ở trong tù thì con không có đứng ở đây. Mọi người đừng có nghe những cái lời đàm tiếu như vậy là không đúng. Và anh khóc. Đó là cái scandal đầu tiên trong sự cuộc đời anh Nhật. Sau đó anh về Hải Phòng biểu diễn và gặp chị Ngân. Anh gặp bà Ngân. Bà Ngân rơi đúng một cái điểm là lúc anh cần bà nhất. Sinh viên bú anh Nhật, xin hình xin chữ ký này kia. Thế bà đứng bên kia bà kia gớm, đàn ông gì đâu mà như cốc bún thiêu ấy. Tôi thích đang trường làm trường thôi. À sao mà chạy tới anh mày hỏi là em tên gì? Sao mày dạ vâng em tên Kim Ngân ạ. Mà xến lắm, mặc một áo lông màu đỏ, quần jean màu trắng, bán đôi bột cao trời lạnh, mà đeo vàng hái ba sợi dây chuyền chồng lên vậy nè. Anh mình à Kim Ngân, tức là Kim Ngân vàng mã. Và anh lại số điện thoại, và cô cho anh số điện thoại ở khách sạn, nhà mình có khách sạn. Và anh đi tới lui, anh ra ngoài khách sạn gặp mẹ, gặp bà Bích. Ông nghỉ về bà Bích á. À, mà cái lý do ông nghỉ về bà Bích thương ai anh. Trời mà réo tin, ông bà già vợ ra ông nghỉ bà Bích. Cái lý do mà ba thương anh á là không biết anh là ca sĩ nổi tiếng. Vì ba mẹ lo làm ăn không biết quen ý qua tivi. Chị nói là cái thằng này nó ái ái, ba bảo thế. Ừ, ái ái. Như con gái. À, mà nói dòng Huế. Ba là dân làm ăn mà người Hải Phòng thì giống người Nam Bộ. Người ta dạ, đúng. Ăn to nói lớn. Dân biển mà. Dân biển. Thì tự nhiên gặp anh Nhật, tự nhiên ba quý. Và lấy số điện thoại từ ông bà già trong Huế. Và gọi điện thoại vào. Bà Ngân nói chuyện. Ông bà già hỏi là con là gì của anh Nhật. Bà Ngân kêu, dạ vâng con là người yêu của anh Nhật ạ. Ok. Ok. Thì là gia đình mời mẹ ra chơi. Thì ra gặp bà Ngân tóc dài, mắt to đẹp. Chị Ngân là ả khôi Hải Phòng. Gọi điện thoại về cho ba thì mẹ nói là gia đình người ta phúc hậu lắm, con bé phúc hậu lắm, dễ thương. Thì ba còn nói một câu rằng là sao cũng được, giàu nghèo gì cũng được, xấu đẹp gì cũng được, miễn sao đạo đức là một, hai đứa thương nhau và họ thương con mình là được. Nhưng mà đúng như là cái lời chị Ngân nói khi mà lần đầu nhìn thấy anh á, gớm đàn ông gì mà. Và cũng như là cái thị phi đấy, cái tin đồn thất thiệt đấy, giả sử mà nó có cơ sở và làm cho người ta tin, có bao giờ anh Long Nhật tự trách mình là chính anh cũng tạo điều kiện và cơ hội cho người ta dễ dàng tin vào điều đó? Đúng rồi, bởi vì anh Nhật là có một cái điều, anh Nhật rất là nhìn thẳng vào sự thật. Là anh Nhật rất giống con gái. Anh Nhật rất là giống con gái. Họ người ta nói anh Nhật bỏng là đúng thôi à.